Hôm nay tôi sẽ nói về ba nhà, một dáng là si dáng. Thì trong cái si dáng ở đầu khuôn nhạc thì tất cả các nốt nhạc mang cái nốt là si hoặc nốt xì hoặc là cao độ là nốt xí đều thuộc về nửa cung. Thì cái nốt cuối của cái bài nhạc nó kết bằng nốt re là chính là chủ âm re thứ. Thì re thứ chúng ta bấm như thế này. Re thứ này là cái ngăn kèn, ngăn 1, 2, 3 thì chúng ta bấm á, là ở những ngăn kèn thì re thứ như thế này. Nhưng xuống phía dưới á, thì re thứ nó như thế này. Bấm ở ngăn số 7, chặn ở ngăn số 5 thì re thứ như thế này. Tức là re thứ nó có hai dạng bấm. Một là ở trên và hai là ở dưới. Ta bấm, à, nó cũng bấm đều là re thứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh là ban đầu tôi sẽ đánh ở trên cái nốt nốt mà thấp. À, những cái nốt thấp rồi xong ta sẽ lên một bát độ là lên cái thứ ở trên này. Ta sẽ nghe hả? Để ta sẽ thấy là cái tiết đâu đi. Thì cái điệu này là cái điệu tango, tango nó đi này. Các bạn xem cái tay tôi nè. Tay tôi đây nè. Ngôn như là trai táo chín, thơm như vườn hoa tím, mong manh như dây tơ chìm, nhẹ im như làn mây tím. Tình cần có muôn lời ca, tình là bãi khô cần mưa, nhịp chờ gió cuốn ngoài trời bao la khắp chân mày. Tình cho không biêu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biêu không, chưa nên mua bán tình yêu. Chúng ta xem chủ âm của re thứ thì nó có những cái hợp âm đi kèm. Thứ nhất đó là la bảy, pha trưởng và si giáng. Si giáng như thế này. Thì khi nào cũng vậy, lúc mà chủ âm re thứ xuất hiện thì sẽ có chủ âm la bảy đi kèm. Chủ âm la bảy xuất hiện thì sẽ có chủ âm la thứ liền kề. Ngoài ra đó sẽ có hợp âm pha và hợp âm si si giáng. Đó là những hợp âm nó nằm ở trong cái chủ âm. Nhưng mà chúng ta thử nhìn ra, nếu mà chúng ta đánh á, có những hợp âm nó sẽ trùng hợp với nhau, cũng giống như là người này sẽ hợp với người kia khi quen với nhau. Nhưng cũng có những người nó chống chọi như mặt trăng với mặt trời. Thì khi mà re thứ thì không bao giờ có cái chuyện mà coi như có là đô đô thứ hay là đô bãi gì xuất hiện ở trong này, nó không thể được. Là đại khái như những hợp âm đó nó vô là nó chổi, nó sẽ coi như là nó mâu thuẫn với nhau, không thể được. Thì bây giờ đó là ta cho ngăn trên, còn bây giờ cho ta xuống ngăn dưới. Ngăn dưới của cái bài cái bài nhạc này thì cũng là cái điệu tango. Chúng ta nhớ tango. Thank you.
la 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 la. Nhịp trò gió cuống ngoài trời bao la khắp chân mày. Tình trò không biếu không, ông tình ai cũng cho được nhiều. Tình trò không biếu không, cho nên mùa mang tình yêu. Tình trò không không lấy, không bán mua tình yêu.